Chúng tôi là Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin cho biết là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Anthony Blinken điện đàm với tân Ngoại trưởng của Trung Quốc. Theo thông tin xã Reuters, ông Blinken cho biết trên trang Twitter rằng ông đã thảo luận về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và duy trì các đường dây liên lạc cởi mở trong một cuộc điện đàm với tân Ngoại trưởng. Ông Tần Cương đã đăng trên trang Twitter rằng ông mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ông Blinken vì mối quan hệ Trung-Mỹ tốt đẹp hơn. Ông Tần Cương đã được bổ nhiệm vào vị trí mới trong bối cảnh Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn đang tìm cách ổn định mối quan hệ dạn nước. Ông Tần năm nay 56 tuổi thay thế cho ông Vương Nghị 69 tuổi. Sau khi ông Vương Nghị được bầu vào Bộ Chính trị của Trung Quốc khóa mới hồi tháng 10 năm 2022, ông Vương Nghị được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Cùng ngày 1 tháng 1, một bài báo được đăng trên tạp chí Cầu Thị của Trung Quốc. with rằng ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ thực hiện các thỏa thuận mà giới lãnh đạo giữa hai quốc gia đã đạt được và tìm cách đặt ra một nguyên tắc trong mối quan hệ giữa hai bên và có một hướng đi đúng đắn trong quan hệ song phương. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Thịnh Đốn, ông Anthony Blinken trước đó cũng đã xác nhận vào tháng 12 năm 2022 rằng ông đang có một kế hoạch đến thăm Trung Quốc vào tháng 1 hoặc là tháng 2 sau cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 năm 2022. Tin từ New York cho biết là quảng trường thời đại tràn ngập rác sau đêm giao thừa. Sau lễ đón giao thừa trong đêm 30 tây tháng 12 năm 2022, nhiều người đã nhanh chóng rời khỏi quảng trường thời đại. Những hình ảnh đã được Reuters chia sẻ vào dạng sáng ngày 1 tây tháng 1 cho thấy địa điểm từng chật cứng người vài giờ trước đó, Hiện nay rất vắng vẻ, chỉ còn rác thải và pháo giấy nằm ngổn ngang. Theo đài truyền hình CBS, gần một triệu người đã tập trung tại quán trường thời đại để chào đón năm 2023. Họ chờ xem màn trình diễn ánh sáng và khoảng khắc thả quả cầu pha lê mang tính biểu tượng bất chấp trời mưa. Giới chức của New York cho biết là bề mặt của quả cầu này bao gồm gần 2.700 tinh thể pha lê Waterford được chiếu sáng bởi hơn 16 triệu màu. Người dân đã tập trung tại quảng trường từ 9 giờ tối trải qua các bước kiểm tra an ninh và tìm vị trí tốt nhất để đón giao thừa. Đây là lần đầu tiên mà các lễ hội mừng năm mới hoạt động trở lại hết công suất kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Một người đàn ông nói với CBS rằng mưa chẳng là gì, trời mưa nhưng khắp nơi vẫn ổn. Chúng tôi đến đây để có những khoảng thời gian vui vẻ. Cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới có sự tham gia của các ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như là Chelsea Coder, JV Jack, Eva Mac, J Hope Osmani Garcia, New Edison, Sack và Duran Duran. Trước đó, thì cảnh sát của New York cũng đã công bố các biện pháp chuẩn bị an ninh để bảo đảm lễ đón năm mới 2023 diễn ra vui vẻ và an toàn. Kế hoạch bao gồm việc hạn chế người và các phương tiện ra vào các tuyến phố xung quanh quảng trường, cũng như là kiểm tra những gì mà mọi người có thể mang theo một số đồ vật đã bị cấm mang vào trong đó có dù ghế chăn ba lô và túi lớn giám đốc của sở cảnh sát thành phố new york ông kichan suwell cho biết là hàng ngàn cảnh sát cũng đã được đưa tới tại quảng trường thời đại để bảo vệ cho lễ đếm ngược truyền thống cũng như là tiến hành tuần tra trên tất cả các tuyến phố và tàu điện ngầm trong khi lực lượng cảnh sát chìm trà trộn vào các đám đông để phát hiện bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào Tỷ phú Elon Musk mất đi 200 tỷ Mỹ Kim trong năm 2022. Thống kê theo tờ Bloomberg của Hoa Kỳ công bố trong ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho thấy rằng tỷ phú Elon Musk sở hữu một khối tài sản trị giá 137 tỷ Mỹ Kim đã sụt giảm 203 tỷ Mỹ Kim so với mức đỉnh là 340 tỷ Mỹ Kim đã được ghi nhận hồi tháng 11 năm 2021. Điều này khiến ông trở thành người đầu tiên trên thế giới mất một lượng tài sản trị giá hơn 200 tỷ mỹ kim, ông bus hồi tháng 1 năm 2021 trở thành người thứ hai trên thế giới sở hữu tài sản cá nhân hơn 200 tỷ mỹ kim, chỉ một tháng sau khi ông Jeff Bezos là giám đốc của công ty Amazon đạt được cột mốc này Ông Musk đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới trong phần lớn của năm 2022. Tuy nhiên, ông đã bị tụt xuống hạng 2 hồi tháng trước. Khối tài sản của ông Musk phần lớn đến từ cổ phiếu của hãng xe điện Tesla. Công ty đạt giá trị thị trường hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim vào tháng 11 năm 2021, xếp chung hàng ngũ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới như Apple, Microsoft, Amazon và Google. Tuy nhiên, cổ phiếu của Tesla đã bị mất giá gần 70% trong năm và được cho là có liên quan tới thương vụ mua trang mạng xã hội Twitter khiến cho tỷ phú Hoa Kỳ bị mất hơn 100 tỷ Mỹ kim. Một số nhà đầu tư của Tesla cho rằng ông Musk đã tập trung quá nhiều vào trang mạng xã hội Twitter, họ rút vốn hoặc là yêu cầu ông Musk chú trọng hơn vào công ty xe điện. Cổ phiếu bị mất giá và đợt bán cổ phần để góp tiền cho thương vụ Twitter đã khiến cho công ty Tesla không còn là một doanh nghiệp lớn nhất của của ông Elon Musk. Ông hiện nay đang nắm giữ 42.2% cổ phần của công ty Hòa Tiến SpaceX với trị giá là 44.8 tỷ Mỹ Kim so với 44 tỷ Mỹ Kim tại Tesla. Ông Musk đã bác bỏ những lo ngại về Tesla và chỉ trích quỹ dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đã liên tục tăng lãi suất. Ông viết trên trang Twitter hồi giữa tháng 12 rằng Tesla đang vận hành tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta không kiểm soát quỹ dự trữ liên bang và đó mới là một vấn đề thực sự. Tin từ Arizona cho biết là rắn đuôi chuông xâm chiếm nhà dân. Một ngôi nhà ở Arizona đã bị 4 con rắn đuôi chuông đuôi chuông đốm đột nhập chỉ trong vài tháng qua vì vị trí đặc biệt. Chuyên gia bắt rắn là Marissa Maki đến từ công ty Rattlesnake Solution đã phát hiện ra con rắn đuôi chuông mới nhất nấp phía sau một chậu cây lô hội trong sân trước của ngôi nhà chủ của công ty radosnex solution là ông brian hugh cho biết rằng vị trí của ngôi nhà khiến cho nơi đây đặc biệt dễ bị rắn độc bò vào ông nói đối với ngôi nhà này vị trí đặc biệt là một vấn đề ngôi nhà không chỉ trực tiếp nằm cạnh nơi sinh sống ưa thích của rắn đuôi chuông đốm mà còn nằm ở trong góc nhiều khu dân cư ở arizona được xây với một bức tường chung dài ở phía sau bức tường có thể đóng vai trò như là một đường hầm buộc bất kỳ một con rắn nào muốn mò vào những ngôi nhà nhiều nước và bóng râm phải bò từ bên hông nhà và vì lý do đó, ngôi nhà nằm trong góc phố thường có nhiều rắn độc đột nhập hơn. Tuy nhiên, bốn con rắn đuôi chuồng khác nhau xuất hiện trong một ngôi nhà chỉ trong vài tháng vẫn là một điều bất thường. Ngôi nhà nằm ở tại Awatuki, tại Phoenix, Arizona, ngay bên cạnh công viên và khu bảo tồn South Mountain. Rắn đuôi chuông đốm rất phổ biến tại nơi đây, thường sống ở khu vực nhiều sỏi đá gần núi và sườn đồi. Rắn đuôi chuông đốm còn gọi là Crotalium mitchelli có màu sắc đa dạng từ trắng, nâu đến cam và hoa văn dài, dài dọc đốm 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 rất giống màu đá granite ở môi trường tự nhiên của chúng. Loài rắn này khá nhỏ, còn trưởng thành chỉ dài khoảng 1 mét. Năm loài rắn đuôi chuông khác cũng sinh sống phổ biến trong khu vực Awatuki, trong đó có rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Tây, loài rắn đuôi chuông lớn nhất ở Arizona chúng thường bò vào các khoảng sân nhiều cây cối có nước và nguồn thức ăn Tiếp đó là bản tin cho biết là một người kiếm hơn 150 000 Mỹ Kim nhờ vào việc đặt tên cho em bé. Theo thông tin trên tờ The New Yorker cho biết rằng, cô Taylor Humphrey, người kiếm được hơn 150 000 Mỹ Kim cho một năm nhờ vào việc đặt tên cho các em bé. Được biết thì một số cha mẹ tương lai sẵn sàng trả cho cô Humphrey ít nhất là 10 000 Mỹ Kim cho mỗi cái tên mà cô đặt cho con của họ. Cô Humphrey cho tờ New Yorker biết rằng Tên của một đứa trẻ thể hiện rất nhiều thứ, đó là giá trị văn hóa và thể hiện những khát vọng của bậc sinh thành. Trước đó thì Humphrey làm công việc tổ chức sự kiện và mai mối hôn nhân. Tuy nhiên, Cô luôn bị ám ảnh bởi sở thích đặt tên cho những đứa trẻ. Đến năm 2015, vì đam mê thôi thúc, cô đã thành lập một doanh nghiệp có tên là What in the baby name. Tùy thuộc vào số tiền mà cha mẹ sẵn sàng chi trả, các dịch vụ của Humphrey đưa ra bao gồm một buổi tư vấn và một danh sách những cái tên đã được cá nhân hóa nhờ các cuộc điều tra về mối quan hệ. Khách hàng tiềm năng của cô là những gia đình đã sinh con thứ ba, thứ tư và họ cạn kiệt ý tưởng trong việc đặt tên cho một đứa bé, cô Humphrey cũng sở hữu một trang TikTok nổi tiếng nơi cô đưa ra những lời khuyên để cha mẹ có thể đặt tên cho con. Đồng thời, cô Humphrey luôn bác bỏ ý kiến rằng các cặp vợ chồng muốn được chuyên gia giúp đặt tên con chỉ là lười biếng. Cô chỉ ra, đây là một dấu hiệu của những cha mẹ cầu toàn và lo lắng cho con cái. Tuy nhiên, cũng có một thực tế là nhiều khách hàng cũng không đặt tên con theo các gợi ý của cô và họ sử dụng tên đó để làm tên đệm cho những đứa trẻ gần đây thì cô đã đề nghị đặt tên cho một đứa trẻ mang tên là parks khi cha mẹ của cô bé có một nụ hôn đầu tiên tại thị trấn parker ở hoa kỳ và cô cũng khuyên một người mẹ nên cân nhắc về việc đổi tên con gái là isla vì tên này liên tục bị người khác phát âm sai và điều này sẽ khiến cho cô bé phải gắn bó với sự khó chịu cả đời cô nói với tờ new yorker rằng khách hàng của tôi rất khó tính đôi khi họ không nghĩ là tại sao lại đặt tên một đứa trẻ như thế nhưng tất cả đều có lý do và họ đều nghĩ có thể đưa cái tên mà tôi gợi ý vào danh sách ý tưởng cho những tên đệm hay ho